thấy người ngã trên đường, không ai dám giúp. Theo chàng trai này, từ sau khi thành phố Vũ Hán mạnh tay bãi nhiệm các lãnh đạo cũ do không khống chế được bệnh dịch và từ ngày 13 tháng 2 đưa ông Vương Trung Lâm lên nhậm chức bí thư thành ủy TP, Vũ Hán thay cho ông Mã Quốc Cường, và ông Ứng Dũng lên nhậm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc thay cho ông Tưởng Siêu Lương, thì tình hình quản lý tại các tiểu khu ở Vũ Hán càng nghiêm ngặt hơn. Trong clip đăng ngày 20 tháng 2, Lý Chiết Hoa cho biết, lẽ ra trước đây mỗi ngày người dân sinh sống tại các tiểu khu có thể được ra ngoài một lần để mua thực phẩm, nhưng từ ngày 17 tháng 2 sau khi áp dụng lệnh phong tỏa tiểu khu, họ bị cấm túc 24/24, chỉ có thể xuống sân mua hàng hóa, nhận thực phẩm qua lớp cửa sắt đúng vào khung giờ nhất định là từ 9 tháng 11 giờ. Anh này cũng cho biết vì vậy, quan hệ giữa cư dân với đội gác bảo vệ các tiểu khu cũng trở nên căng thẳng và gay gắt hơn. Lý Chiết Hoa cho biết sau khi đọc được thông tin trên mạng rằng có nhà hỏa thiêu tại Vũ Hán đang tuyển người làm gấp với thù lao rất cao, anh quyết định tìm cách ra ngoài để tìm hiểu, tuy nhiên anh này không tiết lộ việc mình đã trốn ra khỏi tiểu khu đang bị phong tỏa bằng cách nào. Trên đường đi vắng tanh, Lý Chiết Hoa được chứng kiến một người đàn ông trung niên đột nhiên ngã lăn ra đường nhưng không ai dám giúp, các tình nguyện viên chỉ có thể hỗ trợ bằng cách quay đầu xe hơi chặn lối để các xe khác không lao phải người đang nằm trên đường và gọi 110 báo công an xin cứu giúp khẩn cấp. Dù người đàn ông này vẫn đang tỉnh táo và cho biết nhà ở gần đây, chỉ cần người giúp đỡ ông ta ngồi dậy nhưng không ai dám giúp. Con người với nhau giờ đây đã hình thành một khoảng cách ngờ vực quá lớn mà không một tiểu thuyết nào có thể hình dung nổi, không ai có thể biết được bạn có phải là đối tượng có khả năng bị lây nhiễm corona hay không nên mọi người đều chọn cách né tránh nhau càng xa càng tốt, trong những tình huống thế này như trước đây, không ai cần phải gọi cảnh sát cả, Lý Chiết Hoa nói. Và bất chấp sự can ngăn của tình nguyện viên, anh vẫn quyết định lại gần, đỡ người đàn ông này ngồi dậy sau khi cố gắng nói chuyện vẫn thấy ông ấy tỉnh táo, xe cấp cứu của cảnh sát đã đến ngay sau đó. Xin việc ở nhà hỏa thiêu Vũ Hán. Vào 22 giờ ngày 19 tháng 2, Lý Chiết Hoa đã bí mật giấu điện thoại trong người và đi đến nhà hỏa thiêu Thanh Sơn, Vũ Hán, để tìm hiểu. Anh đóng vai một người đi tìm việc hộ bạn bè theo thông tin quảng cáo trên mạng và được nam nhân viên tại nhà hỏa thiêu Thanh Sơn xác nhận nơi này đang cần tuyển dụng. Nam nhân viên này đã cho Lý Chiết Hoa số điện thoại cá nhân của mình để bạn anh tiện liên lạc, đồng thời hỏi rõ lai lịch tuổi tác nhân thân của người bạn đang cần xin việc, thậm chí hỏi cả việc nếu làm tại nhà xác thì liệu người muốn xin việc có sợ hay không. Sau khi phủ định mức thù lao 4.000 tệ một ngày tương đương 14 triệu đồng một ngày, như tin đồn trên mạng, nhân viên nhà hỏa thiêu này cho biết mức thù lao chỉ được 1.000 tệ một ngày tương đương 3,5 triệu đồng một ngày, đồng thời người này cho hay trong số xác chết cần thiêu có 50% là người bệnh và người làm việc tại đây được trang bị quần áo bảo hộ cẩn thận nên rất an toàn. Vũ Hán hiện có 7 nhà hỏa thiêu với tổng cộng 79 lò thiêu, gồm Hán Khẩu, 30 lò thiêu, Vũ Xương, 15 lò, Thanh Sơn, 5 lò, Giang Hạ 7 lò, Hoàng Ba, 7 lò, Tân Châu, 5 lò, Tề Điện 10 lò. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc leo rào, xem được clip YouTube trên đã để lại những lời nhắn cảm ơn Lý Chiết Hoa, trong đó không ít người lo ngại cho sự an nguy của chàng trai trẻ dũng cảm nói lên câu chuyện ở Vũ Hán. Giống như cái đường giờ giống như đây giờ đúng không? Giờ chạy đâu mà xong rồi đường thủy qua đụng dữ vậy. Dán bao phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ, cá nó tính phóng bay mà. Ồ, đã quá. Wow. Em nữa.
Đây nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Liện liện em cá ở đây luôn Ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con nó nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào. Lôi cuốn hấp phẫn vẫn. Lưới tuốt ở đây luôn hả? Ê, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Quá đã. Người ta thăm không đặng thăm kia đi tới luôn. Đi ra đâu mà.